Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Trận đấu đầu tiên, Salah đụng độ Ronaldo. Năm 2018, hai bàn thắng muộn trong những phút bù giờ của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng trong trận giao hữu với Ai Cập của Salah. Mohamed Salah đưa Ai Cập vượt lên dẫn trước, nhưng cú đúp ở phút bù giờ của Cristiano Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1. Cùng Mr. Zero xem lại trận đấu đầu tiên Salah đụng độ Ronaldo. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Trên hành trình góp mặt tại World Cup 2018, cả Bồ Đào Nha và Ai Cập đều trải qua những cung bậc cảm xúc khó tả. Với nhà vô địch châu Âu, họ tiếp tục thể hiện bộ mặt thất thường ở vòng loại như bao giải đấu trong quá khứ và phải chờ đến lượt trận cuối cùng mới giành tấm vé trực tiếp tới Nga nhờ chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh Thụy Sĩ với tỷ số 2-0. Trong khi đó, nhiệm vụ của Ai Cập ở vòng loại khu vực châu Phi có phần nhẹ nhàng hơn. Những Pharaoh giành vé sớm một lượt trận sau khi đánh bại Congo 2-1. Đây là lần thứ ba đất nước xứ sở kim tự tháp dự sân chơi lớn nhất thế giới làng bóng đá. Tuy nhiên, lần gần nhất đã từ năm 1990. Và lần này, Bồ Đào Nha đấu Ai Cập, một trận đấu giao hữu sẽ chẳng được nhắc nhiều đến nếu như Ai Cập không có Mohamed Salah, sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Đội bóng xứ sở kim tự tháp có thứ để tự hào và mang ra để đấu với Ronaldo và những nhà đương kim vô địch châu Âu. Vì thế mà cuộc đụng độ giữa hai đội thu hút được sự chú ý lớn từ dư luận. Trong khi CR7 hồi sinh mạnh mẽ kể từ đầu năm 2018, thì Salah cũng được đánh giá là ứng viên nặng ký cho những cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Fernando Santos cũng xáo trộn đội hình đáng kể bởi hàng loạt ngôi sao đẳng cấp như Pele, Nelson Semedo, Renato Sanchez, Nani đều vắng mặt vì sa sút phong độ hoặc chấn thương. Cristiano Ronaldo dù vì thế đã giảm hơn trước khi Selecao đã sở hữu nhiều tài năng sáng giá, nhưng CR7 vẫn được xem là nhân tố quan trọng nhất. Phía bên kia chiến tuyến, Salah đức thị là người gánh team. Minh chứng là ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi, ngôi sao của Liverpool đã ghi 5 trên 8 bàn thắng của Ai Cập và anh cũng là chân sút xuất sắc nhất vòng loại ở lục địa đen. Và không quá lời khi nói, Ronaldo, Salah sẽ giúp cuộc đụng độ giữa Bồ Đào Nha và Ai Cập lần này thêm sức nóng. Đẳng cấp cùng chất lượng đội hình vượt trội giúp Bồ Đào Nha chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, CR7 sớm đe dọa khung thành của Ai Cập bằng cú dứt điểm chân trái ra ngoài trong vòng cấm. Và thêm một vài pha bóng làm chao đảo hàng phòng ngự của đội bóng huấn luyện viên Hector Cooper. Đội bóng xứ sở kim tự tháp thi thoảng cũng phản công khó chịu nhờ tốc độ của Salah. Ronaldo thường xuyên được đồng đội cung cấp bóng và siêu sao khoác áo Real Madrid lúc đó cũng liên tiếp có những pha xử lý ngẫu hứng. Trong trận đấu, yếu tố thành tích không phải là mối bận tâm lớn nhất. Theo dõi Ronaldo, người hâm mộ cảm nhận trong anh đang có sự tự tin dâng trào mãnh liệt. Phút 20, số 7 với pha đảo chân điêu luyện đánh lừa hậu vệ Ai Cập trước khi giật gót sau kim truyền cho Rafael Guerrero chồng biên. Kỹ thuật ấy đã được CR7 thi triển một năm trước. Trên trang Gimme Sport, cây bút Rose One bị chinh phục bởi pha bóng phải rất lâu rồi Ronaldo mới tái hiện. Dù tình huống dàn xếp đó không thể được kết thúc bằng một pha dứt điểm hoàn hảo thành bàn, tuy nhiên lại giúp người xem hồi tưởng về một CR7 trong phiên bản rất hay cách đây 10 năm. Ở trận này, siêu tiền đạo sinh năm 1985 bị hàng thủ Ai Cập phong tỏa rất chặt. Sự kỷ luật được huấn luyện viên Hector Cooper truyền tải vào đội bóng khiến một trong những siêu sao hay nhất thế giới không có nhiều đất diễn. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là pha dùng tay bắt đường truyền về của thủ môn Esnawi. Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt gián tiếp. Ronaldo là người thực hiện bóng đi xuyên hàng rào, nhưng một cầu thủ Ai Cập kịp đưa chân phá bóng trước vạch vôi. Bồ Đào Nha vẫn làm chủ thế trận, nhưng với hàng phòng ngự số đông của Ai Cập, Ronaldo cùng đồng đội đã không thể hiện được sự hiệu quả trong những pha tấn công. Hiệp đấu đầu tiên trôi qua chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của đại diện đến từ châu Âu. Đội bóng của Mohamed Salah chỉ biết co cụm phòng ngự và trông chờ vào những tình huống cố định, nhưng đều không mang lại hiệu quả.
sát hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn làm chủ cuộc chơi. Giang cầu thủ đang chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, giúp đội bóng áo màu bạc trầu duy trì thế trận lấn lướt. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Bồ Đào Nha nhận hậu quả khi hàng thủ để cho Mohamed Salah được rảnh chân ở phút 56. Từ đường chuyền về của đồng đội, số 10 tung cú dứt điểm một chạm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, bóng bay vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Beto. Cầu thủ thuộc biên chế Liverpool đã cho thấy sự xuất sắc như thường lệ. Không cần quá màu mè, Salah vẫn mang lại sự hiệu quả đáng nể phục. Ở ngay cơ hội đầu tiên, tiền đạo sinh năm 1992 đã tỏa sáng với pha làm bàn đẹp mắt. Messi Ai Cập ăn mừng bàn thắng trong nỗi thất vọng của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Bàn thắng của Salah dường như đã chạm vào lòng tự ái của những nhà đương kim vô địch Euro. Bồ Đào Nha tấn công điên cuồng trong những phút tiếp theo, liên tục là những đường treo bóng từ hai cánh và những cú sút xa, nhưng đều không thắng được hàng phòng ngự Ai Cập. Huấn luyện viên Fernando Santos thực hiện một loạt sự thay đổi, lần lượt Quaresma, Andre Gomes, Gerson Martin, Guedes được tung vào sân, nhưng họ thực sự bế tắc trong những pha tổ chức tấn công rất thiếu ý tưởng. Những tưởng đội bóng áo màu bạc trầu phải chịu trận thua mất mặt trước Salah và các tuyển thủ xứ sở kim tự tháp thì Ronaldo mới thực sự bùng nổ ở những phút bù giờ ngắn ngủi. Phút 90+2, nhận được treo bóng biên bên cánh trái của Quaresma, Cristiano Ronaldo đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Ensenawi. Dù cho thủ thành của Ai Cập đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 phút sau, CR7 thực hiện thêm một cú đánh đầu khác mà người kiến tạo không ai khác chính là lão tướng Quaresma, đem lại chiến thắng chớp nhoáng cho đội nhà. Lần này bóng xuất phát từ một quả đá phạt vào vòng cấm và hàng thủ Ai Cập tiếp tục mắc sai lầm trong khâu không chiến. Tuy nhiên, ban đầu trọng tài chính từ chỗ bàn thắng vì cho rằng có lỗi việt vị, sau đó vị vua áo đen thay đổi quyết định khi nhận được sự hỗ trợ của các trợ lý. Thời gian còn lại là không đủ để giúp Ai Cập có bàn gỡ hòa. Như vậy, Bồ Đào Nha đã lấy lại thể diện bằng việc hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đội bóng huấn luyện viên Hector Cooper nhờ màn trình diễn chói sáng của siêu sao Ronaldo. Có thể thấy rằng, khi cựu sao Manchester United lên đồng, mọi thứ đều gục ngã dưới chân cầu thủ này. Ngay cả khi Ai Cập có Salah, từng được báo Mỹ khen ngợi, đã vươn tầm trình độ xuất sắc như Messi, họ vẫn phải ôm hận. Trên AS, cây bút Guerrero, bình luận số 7 cuối cùng đã dạy cho Salah một bài học. Siêu sao người Bồ Đào Nha chứng minh cho tiền đạo Liverpool thấy ai xứng đáng thống trị châu Âu. Kẻ chiến thắng giành được tất cả, nỗ lực của tiền đạo người Ai Cập rất đáng khen. Tuy nhiên điều đó bị lu mờ trước hai pha đánh đầu của CR7. Ronaldo đã đúng khi từng nói anh là người giỏi nhất. Ai cũng biết Salah mùa này thể hiện phong độ chói sáng ra sao. Song buổi tối trên đất Zurich, trong cuộc đối đầu giữa hai cỗ máy ghi bàn thì chỉ duy nhất siêu sao mang áo số 7 ca khúc Khải Hoàng. Salah rất hay nhưng rất tiếc Ronaldo mới là bá chủ của châu Âu. Ai Cập có thời điểm tưởng chừng sẽ tạo nên cú sốc lớn và Salah sẽ qua mặt CR7, nhưng sau tất cả, không ai làm được như Ronaldo. Các bạn vừa cùng chúng tôi xem lại trận đấu đầu tiên Salah đụng độ Ronaldo. Nhớ bấm like, share và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hơn nữa. Đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.